Dưa nó chả chưa? À, bạn Dính đi học rồi đúng không? Vâng. Ôi, bây giờ từ từ mở cửa đã anh ạ. Thế là nghiên cứu vào cái gì đây? Không biết là có lọt được cái kiêm này. Có cho cái đầu sữa chắc là được chứ nhỉ? Nghiêng nghiêng một tí. Học sĩ đúng không? Vào được. À, lấy cái giường ở trong ra đấy. Khô mà. Khô cung. Từ từ phải dọn giường. Bắt chơi. Lo lo tè. Chế cha đi. Lo lo lo. Có tè có tè có tè. Sao biết gì? Anh chú ơi. Dạ. Vào dọn đây đây ông tủa để ông tủa dọn đấy. Có rồi. À? Đây đi vào đây rửa nước ở đây sao? Không nghe rồi. Ông giờ nó là sốt cú đầu má cho hết rồi giờ. Suốt vả đấy nhỉ. Cho thử nó. Kè như này xong tí ốp hai bên vào ông đổ vữa luôn à? Vâng. Chơi vào đấy à? Vâng. Nhưng đoạn đây bằng bằng rồi. Đây là chỉ xây thế thôi, sau này nếu mà không thì làm cái sân nó thấp hơn một bậc tí được. Ừ. Thấp hơn để nhà nó đỡ mưa vào. Bây giờ anh tủa vào dọn cái để anh tủa dọn đã. Cái lỗ này có khi lại được to hơn tí chứ. Vâng. Nên cho ít lớp pin chát rồi, giờ cạn thôi mà chơi đuối rồi. Được khô mình gì mà chơi hết lý cho tao nữa. Phó rồng. Phó sao, phó tỏ cho xuân, phó cho 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 Thank you.
mua bộ bàn ghế nhựa 200.000 mà. Vâng, nhưng mà 250.000 thì nói chung là cái phòng đấy thì mua vào thì nó sẽ hết cái phần trên là còn ở dưới chắc cũng còn một mâm cơm. Một mâm, một mâm. Đấy, thì nhưng mà em mà dọn sang đấy thì đồ đặt nó nhiều như thế thì dọn sang đấy. Chặt chật ngay. Như là đồ em bằng tính là cột gỗ là em dọn hết xuống dưới suối, dọn hết cái chỗ trước anh em thờ ngủ. Xong rồi em ngủ dưới cái trong. Đấy à, nhìn thấy nó bây giờ bỏ ra nhiều đồ lắm, lình kình lắm. Đấy, đồ lắm ấy, dữ dàng. Thế thì em đang bảo là khoán cho người ta phá có bằng chục triệu đấy nhờ. Mới dọn tất tần tật chục triệu khi là họ không làm. Không, đòi 3 triệu thôi. 3 triệu à? Thôi 3 triệu rồi đấy. Tôi có nghĩa là người nhà mình phá dỡ mình cùng nhau giúp thì có đồ đạc mình có thể giữ lại được. Thế còn giúp làm gì? Không giúp. Không, ý là khoán rồi thì thôi. Ý là mình nhà mình tự làm ấy. Mình chỉ dọn đồ nhà thôi. Đồ nhà thôi. Khoán người ta là người ta từ polo, từ giữa cây gỗ bắt chúng như kia xong mình hết là đòi hơn 3 triệu. Ừ, 3 triệu 10 người là một ngày nó hết không à? Không, không hết đâu. Còn phá cái chỉ tường đi đổ vào chỗ này hết mà. 3 triệu là sang được rồi. Thằng nào nhận 3 triệu mày cọc tiền cho nó 1 triệu luôn, không làm đền gấp đôi. Phá, ý là phá cái món polo này đã chết. Giới polo này nó lấy con dao nó đập hay mắt để đầu đinh nó thủng luôn. Thật ra polo thì nhanh, đập thì nhanh, còn bảo lấy ra xong xếp lại thì nó lâu thôi, chứ còn đập thì nhanh. Xếp lại như tấm nào đẹp thì nó xếp lại, tấm nào vỡ thì phải khiêng đi vứt ở dưới suối kìa. Nên là đã tính là chắc là 3 triệu thì bán cây nhanh đi, có người nhận làm cây nhanh đi. Mình nó đang bảo 10 triệu ấy. Đổi ý chứ. Thuê để người ta làm rồi. Em làm. Thật ra ở nông thôn thì họ có việc là họ vui rồi. Này 100.000 nuôi ăn rượu mà tối uống căng đét thì là vui rồi. Đấy, bút kè của em là thuê 2 chú ngày 1.5 là đến hiện tại là chắc mất tầm 3 triệu. Ui. Lúc đầu em thì con mèo kia nó bị dưới chân này, cái tay buộc chân nó chứ. Có anh đi lên trên thang. Ok. Tính lên đi không? Em chắc là không, có xe đâu mà lên. Ôi giời ơi, chờ ông Long mang kia lên xong là lắp cho bộ yoga nó là em đi về thôi. Lắp cho bộ yoga mai sử dụng làm tân dao thôi nhá, anh chứ ơi. Mai vào của anh nhá. Ok. Sử dụng luôn, cho nóng. Mai thì em đi lũ hồ. Bà đứa mẹ đi làm hết. Ở đấy hết. Không, anh lắp cái giường cũ này cho ba bạn nhỏ ngủ. Chưa dỡ nhà ấy. Dạ ơ, dạ chưa. Thế tôi Iluze hả? Iluze hả? Rồi con tàu mình gì cả. Chào anh Duy nhá. Bếp gà ra. Một cái bếp gà ra. Bếp gà mai còn là tân gia chứ. Nhưng mà hôm mưa tầm này có mái hiên thì không lo. Ôi. Anh Hiệp nhỉ, tính ra cái độ này nó kiểu như là vừa nó được len lỏi hết vào trong mấy cái khe đá nó chắc hơn đấy nhỉ? Ờ đấy à? À đúng à? Nó len lỏi vào mấy cái khe nó chắc hơn hả? Đây có chứ anh. Lên bằng cái này đúng không? Không, bằng cái gốc cây chặt. Nó sơ thủ thải không làm bằng lắm. Thế bỏ hết đá thì kia xuống là vừa nhỉ? Đúng, bỏ hết đá thì kia xây hết, cái bước này là vừa. Chính ra cái tường đá ngăn phân bò này nhiều cũng nhiều phết đấy nhỉ. Đất rồi anh, em chỉ từ cái vách đá này quay về đây. Nên là mai mốt em rào hết cái phần của em. Dũng lấy đất mình. Đất này của anh. Đất này là của chú nhà anh kia. Ở đây sẽ làm nương nhỉ. Làm nương này. Rồi vua thì thiện cái nước.